Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình và sự hoạt động của họ đều hoàn toàn bất khả đắc, thì các đại Bồ Tát vì ai mà hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát chỉ lấy thật tế so lường, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết, nếu hữu tình tế khác với thật tế, thì các đại Bồ Tát không nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì các hữu tình tế không khác thật tế, nên chúng đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì không làm hoại pháp thật tế an lập hữu tình làm cho họ trụ nơi thật tế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hữu tình tế tức là thật tế, thì vì sao đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không làm hoại pháp thật tế an lập hữu tình làm cho trụ nơi thật tế? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an lập hữu tình, làm cho trụ nơi thật tế, thì an lập thật tế, làm cho trụ nơi thật tế. Nếu an lập thật tế, làm cho trụ nơi thật tế, thì tức là an lập tự tánh, làm cho trụ nơi tự tánh. Nhưng đúng lý thì không thể an lập tự tánh, trụ nơi tự tánh. Như vậy làm sao cho rằng các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì chẳng làm hoại pháp thật tế, an lập hữu tình, làm trụ nơi thật tế? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng lý không nên an lập thật tế trụ nơi thật tế, cũng không nên an lập tự tánh trụ nơi tự tánh. Nhưng vì các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo nên có thể an lập hữu tình, làm cho trụ nơi thật tế mà hữu tình tế chẳng khác thật tế. Như vậy này thiện hiện, hữu tình tế và thật tế không hai không khác. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phương tiện thiện xảo của đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình, làm cho chúng trụ nơi thật tế nhưng không làm hoại tướng của thật tế. Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm đã thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy. Do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình, làm cho họ trụ nơi pháp bố thí. Các hữu tình kia trụ nơi pháp bố thí rồi, đại Bồ Tát vì họ mà nói tướng bố thí ở trạng đầu giữa sau, không sai khác. Nói như vậy, pháp bố thí như vậy ở trạng đầu giữa sau đều không, người thí người nhận kết quả đem bố thí cũng đều không. Tất cả như vậy ở nơi thật tế đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Các ông không nên chấp có người bố thí, người nhận quả thí thật tế khác nhau. Nếu các ông không chấp vào sự bố thí, người nhận quả thí thật tế đều khác nhau, thì sự tu phước do bố thí sẽ đạt đến cam lồ, và được cam lồ đều nhờ vào cam lồ mà được giải thoát. Lại nói như vậy, các ông làm phước do bố thí nhưng không chấp vào sắc uẩn cho đến thức uẩn, không nên chấp nhãn xứ cho đến ý xứ, không nên chấp sắc xứ cho đến pháp xứ, không nên chấp nhãn giới cho đến ý giới, không nên chấp sắc giới cho đến pháp giới, không nên chấp nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không nên chấp nhãn xúc cho đến ý xúc, không nên chấp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không nên chấp địa giới cho đến thức giới, không nên chấp nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không nên chấp các pháp theo duyên sanh ra, không nên chấp vô minh cho đến lão tử, không nên chấp bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên chấp pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không nên chấp chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không nên chấp thánh đế khổ tập diệt đạo, không nên chấp bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không nên chấp bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không nên chấp pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không nên chấp tám giải thoát cho đến mười biến xứ, không nên chấp tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không nên chấp cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không nên chấp tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không nên chấp năm loại mắt, sáu phép thần thông, không nên chấp mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không nên chấp đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, không nên chấp 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không nên chấp pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không nên chấp trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không nên chấp quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, không nên chấp hạnh của đại Bồ Tát,
không nên chấp quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không nên chấp pháp hữu lậu và vô lậu, không nên chấp pháp thế gian và xuất thế gian, không nên chấp pháp hữu vi và vô vi. Vì sao? Vì tất cả bồ thí tánh không, tất cả người thí tánh không, tất cả người nhận tánh không, tất cả quả thí tánh không. Bồ thí tánh không thì người thí, người nhận và các quả thí đều bất khả đắc. Vì sao? Vì các pháp như vậy, tự tánh đều khác nhau, đều hoàn toàn không. Trong hoàn toàn không, các pháp như vậy đều bất khả đắc. Do các pháp bất khả đắc nên pháp được cũng bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên an lập hữu tình, làm cho họ an trụ nơi tịnh giới. Các hữu tình kia trụ nơi tịnh giới rồi, Đại Bồ Tát nói, từ nay các ông đối với tất cả hữu tình nên sanh tâm thương xót, xa lìa sự giết hại sanh mạng, nói rộng cho đến xa lìa tà kiến, tu hành chánh kiến. Vì sao? Vì các pháp như thế đều vô tự tánh, các ông chẳng nên phân biệt chấp trước. Các ông phải nên quan sát đúng lý pháp nào gọi là sanh mà muốn hại mạng ấy. Lại do duyên nào mà hại mạng sống ấy, nói rộng cho đến pháp nào gọi là cảnh bị tà kiến, muốn sanh tà kiến, thì do duyên nào mà sanh tà kiến, tất cả như vậy tự tánh đều không. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy nên thành tục hữu tình một cách hoàn toàn, đem vô lượng pháp môn, vì họ mà giảng thuyết bố thí và quả tịnh giới, đều bất khả đắc, làm cho họ biết rõ bố thí và quả tịnh giới tự tánh đều không. Hữu tình đã biết rõ sự tu bố thí và quả tịnh giới tự tánh không rồi, nên ngay trong pháp không sanh chấp trước. Do không chấp nên tâm không tán loạn, tâm không tán loạn nên có thể phát sanh diệu tuệ. Nhờ diệu tuệ này đã trừ được tùy miên và các sự trói buộc rồi, nên nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Thiện hiện nên biết sự giảng thuyết như vậy đều nương vào thế tục, chẳng nương nơi thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong pháp không, không có mảy may pháp nào khả đắc, hoặc đã niết bàn, hoặc đang niết bàn, hoặc sẽ niết bàn, hoặc người niết bàn, hoặc do đây nên được nhập vào niết bàn, vân vân. Tất cả như thế đều vô sở hữu, đều hoàn toàn không. Tánh hoàn toàn không tức là niết bàn, nhưng lìa pháp không này sẽ không có thật pháp niết bàn. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, từ lúc mới phát tâm thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, do oai lực của phương tiện thiện xảo này nên thấy các hữu tình tâm nhiều giận dữ, nên thương xót dùng phương tiện giáo giới nói như vậy: từ nay các ông nên tu an nhẫn pháp